chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hy vọng là chúng tôi đã đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí. Dương Triệu Vũ đón giao thừa trên máy bay. Lưu diễn tại Mỹ vào dịp Tết Nguyên Đán, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã trải qua khoảnh khắc giao thừa trên máy bay và đón năm mới xa gia đình. Mới đây, nam ca sĩ thể hiện bộ áo dài Tết, cũng chính là những hình ảnh hậu trường trong MV Tết Vạn Lộc Phúc An, như một món quà dịp cuối năm dành tặng người hâm mộ. Anh xuất hiện ở không gian ngập tràn không khí Tết với hoa đào và hoa mai. Đây là MV đầu tiên trong loạt MV Dương Triệu Vũ ấp ủ ra mắt trong năm 2020. Anh diễn cùng các em thiếu nhi trong trang phục rực rỡ. Với MV Tết Vạn Lộc Phúc An, Dương Triệu Vũ gửi lời tri ân khán giả ủng hộ anh trong năm 2019 nhiều dấu ấn. Nói về dịp Tết đang đến gần, Dương Triệu Vũ chia sẻ anh sẽ cố gắng thu xếp thời gian trước Tết bố mẹ. Thường xuyên di chuyển giữa nhiều thành phố, anh luôn trân trọng những khoảnh khắc sum họp bên gia đình. Hôm ngày 1 tháng 1, đúng sinh nhật của mình, Dương Triệu Vũ phát hành sách ảnh kỷ niệm 15 năm ca hát. Với sản phẩm này, anh ôm lại kỷ niệm bên đồng nghiệp Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Thanh Tâm và Bảo Anh. Anh kỳ vọng năm 2020 sẽ là một năm bùng nổ trong sự nghiệp với các kế hoạch phát hành MV, tổ chức live show cá nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.